Bánh mì que nóng hổi mới ra lò, giòn thơm. Cùng nhân pate với phần mỡ thăn béo ngậy, thêm chút hành phi thơm. Chấm cùng chí trương cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Bánh mì cay Hải Phòng sẽ là món ăn mà mọi du khách phải thưởng thức khi đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chia sẻ về ẩm thực Việt mà thiếu những cái món ăn đặc trưng của Hải Phòng thì chắc chắn là một cái thiếu sót vô cùng lớn. Vì đã có thời gian mà cái Chen tham gia cái food tour Hải Phòng ấy được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Và ngày hôm nay thì mình với anh thì đã có mặt ở Hải Phòng. Và khi đến Hải Phòng sẽ có một cái món ăn mà chắc chắn phải thưởng thức, đó chính là bánh mì cay. Khi mà Cương tìm hiểu ấy, thì ở Hải Phòng, phố Hàng Kênh ấy, có rất nhiều hàng bán cái món bánh mì cay. Khi Cương vô tình đi qua thôi thì thấy có một cái hàng ấy, rất nhiều các chị, các cô đang làm cái món bánh mì cay này. Và quả thực là cái mùi thơm nó rất là hấp dẫn. Thế nên là Cương đã chọn ghé ngay vào đây và thấy là có cái máy xẻ bánh. Thì mọi người có thể hiểu là đây họ làm rất là nhiều lượng bánh này trong một ngày đấy. Khách thì xếp hàng nườm nượp luôn. Thường thì khi làm mình ăn gì thì Cương chọn cái món mà hình thức nó bắt một chút. Tuy nhiên cũng có những cái món ăn ấy mà hình thức rất là đơn giản như thế này thôi, nhưng mà cái hương vị của nó thì lại rất là ngon. Bây giờ Cương sẽ ăn một cái phần bánh mà chỉ có phần pate thôi nhá. Phần bánh mì nhỏ như thế này ấy, nó là đặc trưng của Hải Phòng rồi. Khi mà mình nướng lên thì nó rất là thơm, giòn. Và quan trọng nhất, cái phần pate ở bên trong sẽ có thêm một chút cái hành phi thơm. Có cái phần mỡ ít thôi, tuy nhiên là mình vẫn cảm nhận được cái độ ngậy béo. Bánh mì thì vừa giòn vừa xốp, rất là ngon luôn. Chưa kể là cái phần ớt chí trương ấy, nó vừa ngọt này, một chút chua và quan trọng không quá cay đâu, nghĩa là các em nhỏ có thể ăn được. Quán ở đây thì cô ấy có cái lò bánh mì này, pate tự làm chắc chắn rồi, và cả các phần ruốc cũng là tự làm, ăn nó rất là tơi thơm. Tôi nghĩ là với những ai mà thích ăn hơi mặn mặn thêm một chút ấy, thì có thể gọi pate mà còn ruốc như này ăn cũng là ngon. Và khi đến đây thì Cương hơi bất ngờ vì bánh mì cay của Hải Phòng không quá xa lạ khi mà cái nhân của nó là pate rồi. Tuy nhiên khi đến quán này Cương thấy là vẫn là cái chiếc bánh mì đó, nhưng mà phần nhân bên trong lại là bơ với cả sữa. Mình cũng phải thử luôn. Cương chắc chắn là bánh này thì các em nhỏ mà ăn thì sẽ là một cái món cực kỳ khoái khẩu đấy. Bố cô là bán từ năm 1981. Ngày mới đầu thì chỉ là bán bánh mì cay nhỏ. Thế về sau thì là bán thì nhiều người ăn, thì là từ đấy là lấy tên là bánh mì cay ông già Cánh Nạp. Trong cái món bánh mì này thì nhà cô cũng làm được cả bánh mì là từ pate, từ ruốc. Pate mà muốn ngon thì tất cả các loại thực phẩm là phải rất tươi và mới. Từ cái chất lượng chính là thịt lợn là phải tươi ngon, tất cả đều phải tươi ngon thì là cái chất lượng nó sẽ thơm ngon. Lớp mỡ này là toàn mỡ thăn lợn phải với loại dày ngon thì cái độ béo nó ngon. Chí trương hoặc là Việt Nam thì gọi là tương ớt thì cho vào nó có cái độ cay cay, chua chua mà hơi ngọt, thế nên nó làm tăng cái vị của bánh mì đấy. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị đối với Cương. Không có quá nhiều dịp mình được ghé đến Hải Phòng đâu. Và khi hôm nay thì lại còn được ăn cái món bánh mì Hải Phòng ở trong một cái quán rất là nổi tiếng. Hà Nội bây giờ cũng có rất nhiều hàng bánh mì cay. Nhưng mà nói thật là khi mà mình ăn bánh mì cay Hải Phòng rồi, mình mới thấy là đúng là những cái món ăn đặc trưng của mỗi địa phương ấy, thì nó lại có những cái điểm nhấn rất là khác biệt, mà chỉ khi mình ăn ở đúng nơi đấy nó mới mang lại cái hương vị thơm ngon nhất. Tôi nghĩ rằng với những du khách mà ghé đến Hải Phòng muốn thưởng thức cái hương vị bánh mì cay như thế nào thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình ăn gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.